443 bao đường có nguồn gốc từ Thái Lan được một tài xế chở từ cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Nhưng khi qua đến Phú Yên đã bị tạm giữ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ. Điều đáng nói là những vụ vận chuyển đường lậu quy mô lớn như thế này liên tiếp bị cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên bắt giữ từ năm ngoái đến nay và các hành vi gian lận ngày càng tinh vi hơn. Như mua hồ sơ đấu giá là 20 tấn. Nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra mà không phát hiện thì sử dụng trong 20 tấn là đã đi rất là nhiều lần. Cái thứ hai là sử dụng hóa đơn điện tử, một số đơn mà sử dụng ta nhiều xe. Không chia nhỏ để vận chuyển như trước kia mà vận chuyển nguyên xe với số lượng lớn. Đó là thực tế được ghi nhận trong thời gian gần đây tại nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Trung về tình hình buôn đường lậu. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tổng lượng đường của các vụ việc phát hiện chỉ chiếm chưa đến 5% lượng đường nhập lậu ước tính. Trong bối cảnh Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với ngành đường, thì giá đường trong nước tăng cao hơn so với trước đây và các hành vi gian lận thương mại càng có nguy cơ xảy ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Lẩn tránh phòng vệ thương mại và cái biện pháp lẩn tránh hiện nay của họ đó thì họ bằng cách là gian lận khai báo xuất xứ, cho nên là có thể nói là cái tình hình gian lận thương mại đối với ngành đường Việt Nam á vẫn đang tiếp diễn và càng ngày càng tinh vi hơn, càng ngày càng phức tạp hơn. Sắp tới thì đội sẽ phối hợp với phòng BC03, BC08 và các cơ quan chức năng trong việc mà kiểm soát việc buôn lậu đường ra nước ngoài sản xuất nhập vào địa phận Phú Yên hoặc là đi qua địa phận Phú Yên. Để ngăn chặn đường lậu, hiện nhiều nhà máy đường trong nước cũng đang triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm giúp ngăn chặn hành vi gian lận thương mại cũng như hỗ trợ các cơ quan chức năng xác định nguồn gốc và phân biệt đường lậu vào Việt Nam.